Hot News Service. Những bộ phim hay nhất trong sự nghiệp của Kim Tae Hee. Là một trong những ngôi sao có học vấn cao nhất nhì K-pop, Kim Tae Hee được yêu mến không chỉ bởi IQ vô cực mà còn vì nhan sắc kiểu diễm hiếm có. Mặc dù không đóng phim nhiều nhưng những bộ phim của Kim Tae Hee luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và khán giả. Không phải bộ phim nào cô tham gia cũng thành công nhưng Kim Tae Hee đóng phim gì cũng tận tâm, tận lực. Chính vì thế mà nàng ngọc nữ luôn trong trái tim người hâm mộ. Nấc thang lên thiên đường 2003. Nấc thang lên thiên đường là phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc do đài SBS sản xuất. Năm 2003, ngay khi vừa lên sóng, bộ phim đã tạo ra làn sóng hâm mộ tại Hàn Quốc và trên toàn châu Á. Thành công của phim là bệ phóng vững chắc đưa tên tuổi dàn diễn trẻ Kim Tae Hee, Kwon Sang-woo, Park Shin-hye vụt sáng. Trong phim, Kim Tae Hee vào vai Han Yoo-ji sắc sảo, toan tính và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy tình cảm từ nam chính. Thần thái sắc lạnh, biểu cảm linh hoạt, có chiều sâu nội tâm của người đẹp họ Kim đã khiến Han Yoo-ji trở thành một trong những vai phản diện bị ghét nhất trên màn ảnh thời bấy giờ. Với vai diễn Yoo-ji, Kim Tae Hee được mệnh danh là ác nữ xinh đẹp nhất màn ảnh Hàn. Cũng chính vai diễn đầu tay này, một trong những vai diễn ấn tượng nhất của cô, đã trải thảm đỏ cho sự nghiệp phía trước của Kim Tae Hee. Chuyện tình Harvard 2004. Chuyện tình Harvard là phim tình cảm với sự tham gia của Kim Rae-won, Kim Tae-hee và Lee Jong-jin, phát sóng trên đài SBS. Vai diễn Soo-in trong phim là dấu son xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất của Kim Tae-hee, góp phần định danh cô trên bản đồ K-pop. Là bộ phim Hàn hiếm hoi lấy bối cảnh ở nước ngoài, Chuyện tình Harvard được đem đến cho người xem những thước phim lãng mạn và trong trẻo nhất, khắc họa lên cuộc sống, tình yêu, hoài bão của lớp trẻ Hàn Quốc một thời. Diễn xuất của Kim Tae Hee trong Chuyện tình Harvard đã được đánh giá rất cao. Phản ứng hóa học tuyệt vời với bạn diễn Kim Rae-won đã góp phần làm nên câu chuyện tình yêu kinh điển của màn ảnh Hàn Quốc. Sự thành công của bộ phim mang tên tuổi ra diễn viên chính đến với khán giả châu Á, giúp họ trở thành những ngôi sao nổi tiếng và mang lại cho họ giải thưởng nghệ thuật Bách Sang cho nam, nữ diễn viên được yêu thích nhất. Mật danh Iris 2009. Một trong những bộ phim hay của Kim Tae Hee là Mật danh Iris. Là bom tấn truyền hình của năm 2009, không chỉ đạt mức rating đáng ngưỡng mộ 30%, được nhiều quốc gia mua bản quyền phát sóng, phim còn bội thu giải thưởng với 8 hạng mục quan trọng tại giải thưởng truyền hình KBS 2009, 2 danh hiệu tại giải nghệ thuật Bách Sang. Mật danh Iris lấy đề tài gián điệp với cách khai thác tâm lý nhân vật sâu sắc, xử lý tình huống mới mẻ và khéo léo đã liên tục đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mang lại sức hấp dẫn khó cưỡng cho phim. Vai diễn Seung Hee của Kim Tae Hee cũng được đánh giá là vai diễn bùng nổ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Không còn hình ảnh bánh bèo, Kim Tae Hee đã thực sự thoát xác thành một Seung Hee sắc sảo, gan dạ, đầy đủ tố chất của một điệp viên với lối diễn xuất chân thực, lôi cuốn, ngoại hình đẹp. Bên cạnh những cảnh hành động rượt đuổi, đấu súng làm khán giả thót tim thì những phân đoạn tình cảm, nóng bỏng và những màn khóa môi của hai diễn viên chính đã làm nên câu chuyện tình lãng mạn nhưng bi thương, lấy đi biết bao nước mắt của khán giả. Thiên tài Lang Bam 2015. Tái xuất vào năm 2015 với Yeong Pa, Kim Tae Hee vào vai Il Jin, con gái tài phiệt nhưng có số phận bi kịch đóng cặp cùng vua bánh mì Jo-won. Phim đã khuynh đảo khắp màn ảnh châu Á và mang về cho cô giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Korea Drama Awards. Những tập đầu, có nhiều tranh cãi về diễn xuất của Kim Tae Hee khi nhân vật của cô chỉ nằm yên bất động không diễn xuất nhiều. Tuy nhiên, diễn xuất của Kim Tae Hee đã khiến dư luận đảo chiều khi cô xuất sắc thể hiện hình tượng nữ chủ tịch Han Il Jin uy quyền, cao ngạo nhưng lại dịu dàng khi trở về trong vòng tay của tình yêu. Tạm biệt mẹ 2020. Liên tục bị phủ nhận diễn xuất chỉ vì quá đẹp, sau nhiều năm lui về chăm sóc gia đình, Kim Tae Hee đã có màn comeback vô cùng ấn tượng với Tạm biệt mẹ hay còn gọi là Mẹ đến từ thiên đường. Bộ phim kể về người mẹ cha Yoo-ji ra đi khi chưa kịp nhìn mặt con,
trở thành hồn ma đầy luyến tiếc, âm thầm ở bên con suốt những năm tháng thơ bé. Khi bỗng được tái sinh trong 30 ngày và biết vị trí của mình được thay bằng người phụ nữ khác, cô đã đấu tranh giữa việc giành lại vị trí của mình hay ra đi trong thanh thản, chúc phúc cho người ở lại. Trở lại với màn ảnh nhỏ lần này, Kim Tae-hee cho thấy thần thái cuốn hút hơn hẳn, biểu cảm tinh tế và đa dạng. Đây cũng là lần hiếm hoi Kim Tae-hee khiến khán giả quên đi vẻ đẹp trời sinh mà tập trung vào số phận và đồng cảm với nhân vật cô đóng điều mà cô đã cố gắng trong suốt 20 năm diễn xuất. Từ một diễn viên tay ngang, Kim Tae-hee bước vào màn ảnh xứ Hàn đem đến một làn gió mới thuần khiết và đẹp đến nao lòng. Nhiều năm qua đi, dù đã ở vào ngưỡng tuổi U40, không còn tham gia nhiều phim nhưng người hâm mộ vẫn luôn yêu mến và háo hức đón xem những bộ phim mới của Kim Tae-hee. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé. Hot News Showbiz.